Ok, hello, xin chào tất cả bạn nha. Mình là Trường Quân TQ9 ở đây. Thì ngày hôm nay, dạo này cái thời tiết ở chỗ mình bữa nay nóng lắm các bạn ạ. Cho nên mình đang nghĩ là một ý tưởng, đấy là mình sẽ làm một cái hồ bơi bằng hạt nở ở trên nóc nhà các bạn ạ. Thì mình đã ngâm sẵn hai cái thùng hạt nở rồi, tầm mấy chục nghìn viên đó. Đây, các bạn có thể thấy, này đấy, anh em thấy không? Đấy, hạt nở chưa? Mỗi bên mình làm hai thùng, nó rơi vào khoảng tầm mấy chục nghìn viên đó các bạn ạ. Mình nó không rắn, mình đếm làm gì, nhiều quá đúng rồi hết rồi. Đấy, mình đã chuẩn bị sẵn hai thùng rồi. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã có mặt ở trên nóc nhà rồi. Bây giờ đây này, đấy anh em thấy cái bể bơi đâu đấy, cái bể bơi hình vuông này đây. Bây giờ mình sẽ quét dọn cho nó sạch sẽ đi các bạn ạ. Đây nha, mình quét bằng mình xong mình còn rửa lại bằng nước rửa chén, phải gọi là siêu sạch luôn, nên cho nên anh em cứ yên tâm về cái độ sạch nhá. Đây là một cái thùng phi chứa nước này, đấy tí nữa mình sẽ sử dụng, mình sẽ mở nước ở đây ra này. Đấy anh em thấy không? Đấy là mình đã có nước để mình tắm ở trên đây. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp trước, xong sau đấy mình sẽ cho hạt nở lên sau. Đây anh em thấy không? Đấy. Cái hồ bơi khá là rộng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu dọn dẹp đấy các bạn ạ. Như vậy là mình đã dọn cũng sạch sẽ rồi đấy các bạn, nhìn thấy nó rất chi là sạch. Cái chỗ đây thì mình cũng đã dùng vải và bì bóng để mình bịt lại để cho nó khỏi bị luồn nước chảy qua các bạn. Đây nhá, và đây là những cái hạt nó phải gọi là cho tay vào đây sướng cực các bạn ạ. Ù nó êm êm còn hơn cả nệm nữa đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không, đẹp dã man con ngan luôn đúng không? Đấy, ui anh em nhìn thấy đẹp không? Đấy, đây nhá, mình có 3 thùng nhá, thùng bên đây cũng vậy này. Đấy anh em nhìn thấy không? Ôi, ui chù, thùng bên đây nữa này đấy. Cái thùng bên đây mới phải gọi là đẹp này đấy, anh em thấy không? Wow, đẹp dã man con ngang luôn các bạn ạ. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xả nước ra các bạn ạ. Ok các bạn ơi, như vậy là nước đã đầy rồi đấy các bạn thấy không? Đấy nước là đây, nó đã tới mép đây rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cúp nước đi các bạn ạ. Ôi để nhiều nó tràn phí nước. Ok, rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cái đống hạt nở này vào các bạn ạ. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Như vậy là mình đã đổ hạt nở vào trong cái hồ bơi trên nóc nhà của mình rồi các bạn ạ. Đây này các bạn nhìn này, thấy các bạn thấy đẹp không? Ui dù, ý các bạn nhìn thấy thích không? Đấy, trẻ trâu nhìn thấy thích không trẻ trâu? Thích. Thích à? Vâng, nhìn như này là mình nhìn thôi mà là mình đã muốn nhảy xuống mình tắm ở trong cái đống hạt nở đó rồi các bạn ạ. Cảm giác nó rất chi là êm nhá các bạn. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Đấy, toàn trẻ trâu nó cũng đang quay luôn kìa.
Wow, phải gọi là đẹp dã man kinh khủng luôn các bạn ạ. Wow, nhìn mà cứ thích quá. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ xuống mình tắm luôn các bạn ạ. Ok các bạn ơi, công nhận là nằm tắm ở trên cái hồ bơi hạt nở trên nóc nhà này, công nhận nó vừa mát vừa sướng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha anh em. Wow, mình thử nằm xuống nào, mình thèm cái cảm giác nằm xuống lắm luôn rồi. Ui, ui, sướng quá. À, trẻ cháu thấy sướng không? Sướng. Cuộc đời là, cuộc đời là sướng như tiên luôn đúng không? Ok. Gọi là phê cực các bạn ơi. Ui dù. Cảm giác mà nằm xuống cái hồ bơi này sướng cực các bạn ạ. Sướng. Wow, đấy anh em thấy không? Đấy, một buổi chiều bình yên nằm trên một hồ bơi bằng hạt nở trên nóc nhà, ngắm mặt trời lặn. Đâu, mặt trời lặn chưa? Mặt trời lặn mất tiêu rồi. Wow, không nhận sướng thật. Cái cảm giác đúng chưa rồi mình cảm thấy nó cảm giác nó phê như tiền như thế này các bạn ạ. Wow. Cảm giác mà mình nằm bên dưới đúng là gió nó lùa ra mát bên trên nó lại kiểu ấm nóng bên dưới đúng không? Ờ. Sướng không? Wow, còn sướng hơn cả đi du lịch các bạn ạ. Đấy. Không rồi mình nằm lên trên cái hạt nở các bạn. Nó êm hết cả lưng với đầu luôn. Wow, gọi là phê cực. Sao trẻ trâu cảm giác thế nào? Thấy cái hồ bơi trên nóc nhà của tao thế nào? Sướng quá đỉnh luôn đúng không? Ừ, quá đỉnh cao luôn. Đấy, nè, thấy mình được hạt nở không? Hạt nở trên đây nhiều này, mình lên mình lấy hạt nở trên đây đi. Thưa là tắm ở trên cái hồ bơi này, hạt nở này sướng lắm các bạn ạ. Ê, mình nằm lên trên hạt nở này, cảm giác là phê cực. Ok các bạn ơi, thì thực sự là tắm ở trên cái hồ bơi hạt nở trên nóc nhà này cực kỳ sướng, vừa tắm vừa ngắm hoàng hôn là đời sướng như tiên luôn. Ok, mình để nằm ra mình trải nghiệm cái sự sung sướng các bạn ơi. Phê lắm, phê lắm. Ui dù. À sướng quá. Vừa lại có trăng luôn kìa các bạn đấy. Vừa tắm vừa ngắm trăng luôn các bạn ạ. À, lấy cả điện ra. Đây các bạn trải nghiệm được cái hồ bơi ở trên nóc nhà, hồ bơi hẳn ở trên nóc nhà của mình thì các bạn mới biết là nó sướng như thế nào, sướng cực kỳ, 100 điểm các bạn ạ. Bơi, 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 bơi. Sướng quá các bạn ơi. Wow, sướng quá các bạn ơi. Sướng không thể tả được. Ok các bạn ạ, bây giờ mình đã tắm xong rồi. Bây giờ mình đang xả nước này. Đấy, mình xả nước cho nó chảy xuống đây này. Các bạn nhìn thấy là hạt nở đang bị trôi xuống đó. Wow, phải công nhận là tắm cái hồ bơi trên đây sướng cực kỳ các bạn ạ. Sướng không tả được. Thì, trời cũng gần tối rồi các bạn ạ. Thì thực sự là mình muốn ở đây tới đêm luôn cũng được, mình cho mình ở đây tới ngày mai luôn cũng được các bạn ạ. Nhưng mà mình phải xuống để ăn cơm và tắm rửa các bạn ạ. Cho nên clip của hai đứa bọn mình sẽ dừng lại ở đây nhá. Bye bye tất cả các bạn, về hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Bye bye tất cả các bạn, về hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.